Chào các bạn. Để làm gâu câu dừa é thì mình dùng hai bịch gâu câu dẻo. Thì mình làm nhiều á, mình dùng hai bịch. Nếu các bạn làm một bịch á thì các bạn chia đôi tất cả nguyên liệu ra. Thì mỗi bịch mình dùng là 12 gram. Hai bịch là 24 gram á. Thì gâu câu dẻo á các bạn dùng loại nào cũng được. Phía sau mỗi loại á thì nó có hướng dẫn sử dụng cái lượng đường và lượng nước nè. Thì các bạn có thể điều chỉnh tăng giảm tùy theo khẩu vị của gia đình. Thì với hai bịch gâu câu dẻo như vậy á thì ở đây mình dùng là 440 gram đường các bạn ha. Đây mình dùng đường phèn để cho nó mát hơn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ngâm gâu câu trước. Mình cho hết 440 gram đường phèn vào. Rồi hai bịch gâu câu mình cắt mình cho vào luôn nè. Mình trộn với đường để lát mình cho nước vào cho nó dễ tan á. Để ngâm gâu câu á, thì mình dùng là 1 lít 8 nước dừa tươi. Mình lọc qua gay để mình lược bỏ cái phần cặn nè. Rồi mình dùng thêm 1 lít nước lọc nữa nè. Là cả nước lọc và nước dừa luôn á là 2 lít 8 đó các bạn. Khuấy cho đường tan bớt thì mình sẽ để mình ngâm gâu câu khoảng 20 phút ha. Mình dùng là 10 gram hạt é, khoảng 4 muỗng cà phê đó. Mình cho vào đây để mình ngâm. Không có hạt é thì các bạn dùng hạt chia cũng được. Mình cho nước vào mình ngâm. Mình dùng khoảng 200ml nước các bạn nha. Đây là phổ tay hay còn gọi là gông biển á. Thì mình dùng 5g phổ tay khô. Mình bóp rửa với nước muối cho nó thật là sạch. Rồi mình ngâm cho nó nở ra hết như vậy nè. Rồi xả lại để gáo. Rồi mình sẽ cắt cho nó ngắn lại bớt nha. Mua dừa tươi mình lựa có cái đó. Cái phần nước thì mình lấy mình nấu gâu câu. Còn cái dừa non này thì mình cắt nhỏ nó ra để lát nữa mình cho vào gâu câu luôn. Ngâm được 20 phút thì mình bắt lên bếp mình nấu gâu câu. Lúc này mình để lửa lớn luôn cho nó sôi bùng lên á thì mình mới giảm lửa lại. Nấu cho gâu câu nó sôi lên thì mình sẽ giảm lửa nhỏ lại, mình nấu thêm 7 phút nữa. Sau khi gâu câu nó sôi lên á, mình để lửa nhỏ mình nấu thêm 7 phút. Thì lúc này gâu câu nó tan đều ra và nó trong veo như vậy nè. Là gâu câu được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ múc qua cái nồi nhỏ này khoảng 400ml nước gâu câu. Để lát nữa mình cho nước cốt dừa vào. Mình làm cái phần gâu câu nước cốt dừa đó các bạn. Múc ra xong rồi. Còn cái phần còn lại trong nồi thì mình sẽ cho phổ tay vào. Rồi mình cho tiếp hạt é mình ngâm nở vào nè. Rồi tiếp tục mình cho dừa non cát sợi vào. Rồi khuấy lên cho phần hạt é nó tan đều ra. Rồi cho hết vào thì mình tăng lửa lên xíu, mình để lửa vừa. Rồi mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa là được các bạn nha. Nấu gâu câu cho nó nóng lên nè. Thì giờ mình tắt bếp, mình chuẩn bị đổ ra ly. Đổ gâu câu vào ly á, mình cho hơi lưng lưng vậy nè. Vì lát nữa mình còn đổ thêm một lớp nước cốt dừa nữa đó.
Đổ rau câu hết vào ly xong. Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước cốt dừa. Đây là 400 ml nước rau câu chừa lại nè. Đó, để hồi nó bị đặc lại. Nhưng mà không sao ha. Mình cho thêm 400 ml nước cốt dừa vào. Mình nấu lên xíu là nó tan ra. Đây bắt đầu nóng lên là nó tan từ từ rồi nè. Giờ mình cho vào đây xíu muối. Rồi cho nước cốt dừa vào thì nó hơi nhạt á, mình cho vào đây thêm một muỗng đường vung nữa. Còn các bạn thích ăn lạc á thì các bạn khỏi cho vào cũng được ha. Rồi mình nấu cho nó sôi lên á, được tầm 2 phút thì mình sẽ tắt bếp, mình đổ ra ly. Rau câu nước cốt dừa thì mình đổ cái lớp mặt ở trên như vậy nè. Mình đổ theo thứ tự lúc nãy mình đổ rau câu luôn ha. Xong thì mình để yên cho rau câu nó đông lại. Khi rau câu nó đông nó nguội hẳn á thì mình sẽ đậy nắp lại, mình cắt vào tủ lạnh mình để ăn dần các bạn ha. Đây các bạn nhìn những ly rau câu dừa hạt é nè. Làm xong thì mình đóng nắp á, mình để tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình mở ra thôi, rất là tiện luôn. Mình múc ra mình dùng nè, mời các bạn nha. Rau câu dẻo mềm, cái phần lớp nước cốt dừa thì nó béo béo, còn bên dưới thì nó có cái độ giòn của dừa non và gông biển, cái hạt é thì trơn trơn, ăn ngon lạ miệng lắm các bạn. Món này thì vừa ngon vừa thanh mát, giải nhiệt vào những cái ngày nóng nóng như vậy nè, rất là thích hợp luôn. Đến đây thì mình đã chia sẻ xong cái món rau câu dừa hạt é, thì mình cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và mình chào, hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.